Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Kiếm Viên. Và lại là mình, Khiêm đây. Và nếu anh em đang tìm kiếm cho mình một con màn hình có cái tốc độ phản hồi cao này, một độ chuẩn màu cao và cái tần số quét cũng phải cao luôn, thì đặc biệt nữa là một cái mức giá phải rẻ nữa, thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em LG 24GN60R với mức giá chỉ 4 triệu đồng. Hãy cùng mình tìm hiểu xem là em màn hình này có gì đặc biệt nhá. Và đầu tiên thì mình sẽ điểm qua cho anh em về phần ngoại hình của em này nhá. Thì đối với mình đây là một chiếc màn hình có ngoại hình cực kỳ trung tính, hầu như là ai cũng có thể sử dụng được, từ nam, nữ, người già, người trẻ thì ai cũng sử dụng được. Tại vì nó có một cái thiết kế nhìn rất là đơn giản và không có cái gì phức tạp cả. Ngoài ra thì anh em có thể thấy được là cái viền của nó cũng khá là mỏng. Và ngoài ra cái chân đế của nó thì cũng được thiết kế hình chữ V này, cũng khá là đẹp ha. Và con này thì được bọc hết bằng nhựa nhám, thế nên là nó có hơi chút bám vân tay nha anh em. Nhưng mà thực ra là anh em cũng chắc không sợ vào nhìn màn hình nhiều đâu, nên là cũng không cần phải quá lo về cái việc nó bám vân tay ha. Và ngoài ra thì em này cũng có hỗ trợ ngàm vê da cho anh em ha. Thì cái trọng lượng của nó khi mà có chân đế là 4kg, còn không có chân đế sẽ là 3,5kg. Đây là một cái trọng lượng khá là nhẹ để cho anh em có thể mua những chiếc màn hình về để tối ưu không gian làm việc của anh em ha. Và có một cái mà mình thấy khá hay ở trên chiếc màn hình này nữa là nó đang sử dụng joystick. Thực sự thì đối với mình thì những con màn hình trong phân khúc này ngày xưa thì nó không có joystick đâu, nhưng mà bây giờ với những thế hệ mới thì nó bắt đầu có rồi. Nhưng mà đối với mình thì đây vẫn là một cái điểm sáng của em này ha. Và vừa rồi là mình vừa điểm qua cho anh em về cái phần ngoại hình của em màn hình này. Mình nói khá là nhanh qua thôi, tại vì là em màn hình này thì cũng không có quá nhiều thứ để nói về phần ngoại hình. Thế còn bây giờ thì chúng ta đến phần thông số của em màn hình này nhá. Mình cũng sẽ hiện lên trên màn hình cho anh em cùng thấy luôn. Kích thước của em màn hình này là 24 inch Full HD và đang sử dụng tấm nền IPS. Độ sáng của nó thông thường là 300 nit và gam màu sẽ đạt tới sRGB 99%. Và tốc độ phản hồi của nó là 1 mili giây GTG và tốc độ làm mới lên tới 144 Hz và độ tương phản tối đa lên tới 1000:1. Và vừa rồi mình vừa điểm qua cho anh em về cái thông số của em LG 24GN60R này. Với mức giá khoảng 4 triệu thì anh em cảm thấy đây là một con màn hình khá là ngon đúng không? Vừa có thể gaming này, vừa có thể làm đồ họa này. Nhưng mà đó chỉ là cái thông số của nhà sản xuất công bố cho anh em thôi. Còn cụ thể như thế nào thì xíu nữa thì mình sẽ làm một số bài test cho em này để xem là liệu cái thông số này có đúng hay là không nhá. Và bài test đầu tiên thì mình sẽ sử dụng SpiderX để đo màu cho anh em mà. Và kết quả trả ra thì mình thấy cũng khá là ok đó anh em. Với 100% sRGB, 77% Adobe RGB và 78% DCI-B3. Đây là một cái thông số màu mình cảm thấy khá là tốt. Và delta E của em này cũng chỉ khoảng dưới 1.3 mà thôi. Và đối với mình thì delta E mà dưới 2 và với cái thông số là sRGB 100% thì đã đủ để cho anh em có thể làm đồ họa cơ bản. Nhưng mà nếu mà làm đồ họa nâng cao thì mình nghĩ là một cái thông số này thì nó cũng chưa thực sự phục vụ được cho anh em đâu. Nên là nếu anh em nào muốn mua con màn hình này để về làm đồ họa chuyên nghiệp thì mình nghĩ là không nên. Còn những anh em nào mà muốn mua về để mọc vạch thử xem là làm đồ họa như thế nào, hoặc là làm một cái mức cơ bản của nó thôi, thì con này hoàn toàn có thể đáp ứng được cho anh em nhá. Và chỉ có một cái mình muốn lưu ý cho anh em về cái độ tương phản của em này. Thì theo như LG công bố thì em này có cái độ tương phản lên tới 1000:1. Nhưng mà mình đo ra thì mình chỉ thấy được là khoảng 500:1 mà thôi. Mà không biết là tại mình đo sai hay là do LG công bố sai nữa, nhưng mà mình cũng đo đi đo lại 2-3 lần rồi. Và khi mà mình trải nghiệm thực tế thì mình cảm thấy được là cái độ tối của con màn hình này nó cũng không thực sự là quá sâu ha. Nhưng mà cũng không phải cần phải quá lo lắng đâu, tại vì màu sắc và cái độ chân thật của em màn hình này khi mà mình trải nghiệm qua thì nó vẫn rất là ok cho anh em nhé. Và đó, mình vừa đo màu cho anh em xong, anh em thấy màu của con này có ngon hay là không? Màu thì có nó thì mình thấy là cũng tương đối ngon rồi. Và liệu về cái phần gaming của nó thì như thế nào? Với cái tốc độ phản hồi chỉ có 1 mili giây GTG thì liệu nó có bị ghosting hay là không nhỉ? Thì theo như mình tìm hiểu trong khi mà sử dụng cái màn hình này thì nó có 4 chế độ tùy chỉnh cái tốc độ phản hồi ha. Thì mình đã thử qua rất là nhiều chế độ rồi và anh em nên sử dụng chế độ fast là sẽ tốt nhất. À mà quên, hãy cùng mình test thử xem nhá, xem nó có bị ghosting không nhỉ? Đến với bài test UFO test thì anh em có thể thấy được là nó cực kỳ clean luôn. Mình hầu như không thể nào nhìn thấy được cái phần đuôi ghosting của em màn hình này. Và đây là một cái điều mà anh em nào mà chơi game FPS là cực kỳ thích. Và đặc biệt luôn, đối với những anh em nào mà có nhạy cảm với cả đuôi ghosting thì anh em sẽ cực kỳ thích chiếc màn hình này đó.
Và tiếp theo chúng ta cùng đến với cái tính năng Motion Blur Reduction. Thì đây là một tính năng mà cũng có ở trên chiếc màn hình này. Và nói nôm na cho anh em hiểu là đây là một cái tính năng giúp cho giảm nhòe trên chiếc màn hình đi ha. Khi mà giảm nhòe đi thì anh em chơi những cái tựa game mà có nhiều moment và có nhiều chuyển động nhanh á, thì anh em sẽ cảm thấy rất là thích khi mà bật tính năng này lên ha. Ví dụ như là Apex Legends này, hoặc là chơi những cái tựa game mà có tốc độ bắn súng cao như là Call of Duty, thì khi mà bật tính năng này lên nó sẽ giảm nhòe cho anh em và anh em sẽ nhìn thấy rõ kẻ địch hơn ha. Và khi bật tính năng lên thì mình cảm thấy khá là bất ngờ đấy anh em. Tại vì trong cái phân khúc này thì mình đã test qua rất là nhiều con màn hình rồi. Những con màn hình khác thì hầu như là cái tính năng Motion Blur Reduction này của nó chỉ để cho vui thôi anh em ạ, chứ không xài được đâu. Còn đối với con LG 24GN60R này thì khi mà mình bật lên thì cái độ sáng của màn hình nó giảm xuống, nhưng nó giảm xuống một cái mức cực kỳ vừa phải nha anh em. Anh em ý là nó vẫn đủ sáng để cho anh em chơi game. Và khi mà mình test qua với bà UFO test luôn thì cái những cái vệt blur đi giảm đi một cách cực kỳ rõ ràng luôn. Và hầu như là mình thấy được là trong cái phân khúc này thì khó thì có thể nào mà tìm được một con màn hình nó có hỗ trợ tính năng Motion Blur Reduction hơn được con này luôn đó. Và ngoài ra thì em này cũng hỗ trợ một số cái chế độ màu cho anh em như là RTS hoặc là FPS cho anh em có thể lựa chọn. Và nó cũng có thêm cả tính năng HDR cho anh em ha. Theo mình nghĩ thì em này cũng đang sử dụng cái chuẩn HDR400, tại vì khi mà mình đo ra thì cái mức sáng của nó cũng là 350 nits rồi. Mình đoán được là chắc là LG cũng lười xin cái chứng nhận HDR400, thế nên là không có công bố phần này nha anh em. Nhưng mà anh em có thể về test thử cái tính năng HDR của nó xem có tốt hay không nhá. Tổng kết lại thì mình cảm thấy đây là một con màn hình rất là ngon ở trong phân khúc của nó nha anh em. Với mức giá chỉ khoảng 4 triệu đồng mà anh em có thể có một chiếc màn hình vừa có thể chơi game này, vừa có thể làm đồ họa cơ bản. Vậy liệu anh em có bỏ ra số tiền 4 triệu đồng để rước ngay cho em mình con LG 24GN60R này về hay không? Hãy để lại ý kiến của anh em ngay dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Peace. Bye bye. Trăm bốn bốn. Ừ đó, 144 một mili dây GTG này mà có 4 triệu mà màu ngon nha. 100% sRGB luôn. 4K. À gì Full HD 4K Full HD thôi. Rồi, có